những con tôm này trông không khác gì những giống tôm mà ta thường thấy, nhưng thực sự chúng ghê gớm hơn vẻ bề ngoài. Đây là giống tôm sở hữu nhiều kỷ lục phi thường. Giống tôm này mới được phát hiện bởi nhóm nghiên cứu địa hóa học đại dương của Trung tâm Hải dương học quốc gia ở Southampton trong chuyến thám hiểm diễn ra vào tháng 4 năm 2010. Và chúng được đặt theo tên của thiết bị lặn biển đã thu thập được, chúng là Rimicari hibice. Loài tôm này được cho là sống sâu hơn bất kỳ loài tôm nào từng được biết tới trên thế giới. Chúng sống ở độ sâu 2.200 đến 5.000 mét, trong một khe nứt dưới đáy biển nơi có một ngọn núi lửa được biết tới vẫn đang phun các dòng nước nóng vào đại dương thuộc đáy biển vùng quần đảo Cayman, Caribe. Chúng có thể sinh sống nơi nhiệt độ nước có thể lên tới 450 C, một môi trường có nhiệt độ nước cao gấp 4,5 lần nhiệt độ nước sôi mà không bị nấu chín. Dù điều kiện khắc nghiệt, những con tôm này vẫn sống thành từng đàn với mật độ lên đến 2.000 cá thể mỗi mét vuông xung quanh miệng núi lửa cao 6 mét với vô số các lỗ thông hơi, nơi phun trào khá nhiều khoáng chất. Loài tôm này thiếu đôi mắt bình thường nhưng bù lại, chúng có một cơ quan cảm thụ ánh sáng trên lưng giúp điều hướng trong điều kiện ánh sáng rất mờ nhạt. Loài tôm Rimicari hibice sinh tồn bằng cách ăn chính những thức ăn được nấu chín nhờ những rãnh nhiệt đó, chủ yếu là các loại vi khuẩn sinh sống ở bên trong các rãnh nhiệt. Nếu như loài tôm ăn các vi khuẩn thì vi khuẩn ăn gì? Các nhà khoa học nói các loài vi khuẩn tồn tại bằng cách thực hiện các phản ứng hóa học. Do trong những rãnh nhiệt thoát ra rất nhiều khí H2S, các vi khuẩn sẽ chuyển hóa chúng thành các vi chất hữu cơ. Các nhà khoa học cho rằng nếu loài tôm nói trên và các loài vi khuẩn tồn tại được trong môi trường cực đoan như thế của trái đất, chúng có thể sống ở những hành tinh khác có môi trường tương tự như mặt trăng Europa của mục tinh Jupiter.